màn hình nhỏ các bạn. Ở bên phía đối diện sẽ là SC3738 trong trang phục áo xanh quần xanh. Và người ra bóng trước trong hiệp 1 sẽ là các cầu thủ FC Trung Tiên. Và trận đấu đã được bắt đầu. Đó là thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ FC Trung Tiên. Lại trở về chân của cầu thủ áo xanh. Một pha trượt bóng khá vô duyên. Cơ hội cú dứt điểm lại lên trời. Cú dứt điểm vừa rồi là của số 9 Văn Quyền. Bên phía các cầu thủ Trung Tiên, tình huống ngang bóng bằng ngực khá tốt. Lại một tình huống mất bóng của hậu vệ bên phía các cầu thủ áo xanh. Cơ hội dứt điểm, tiếp tục là tình huống dứt điểm. Cần hạn chế những tình huống mất bóng ở dưới sân như vừa rồi. Hai cơ hội mà các cầu thủ áo vàng có đến lúc này đều là những tình huống mắc sai lầm của hậu vệ. Tiếp tục là tình huống sai lầm, dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho các thủ Trung Tiến. Người vừa dứt điểm vừa rồi lại là Quyền Bom. Chạm bóng không tốt của một tiền vệ bên phía các cầu thủ Trung Tiến khá nguy hiểm. Cũng bấm bóng vào trong đi thẳng vào khung thành, nhưng Trung Leno vẫn đang tập trung. Trượt chân của Sáng Bờ Xì, bóng lại quay trở về chân của anh. À còn tình huống chưa tốt. Hoàng Trung cố dứt điểm ra sau cầu môn. Đây là đường bóng. Quyền Bom, bóng được nhả về. Đánh đầu. Tình huống đánh đầu lại là của Quyền Bom. Tình huống mất. Hoàng Long xử lý tốt. Hoàng Trung anh cho sáng bờ gì. Cú dứt điểm vào chính giữa khung thành. À còn chuyển lỡ nhịp của sáng bờ gì. Tấn công dành cho các cầu thủ Trung Tiến. Chuyền sang cánh tốt. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Trung Leno. Hà Con, Dũng Ibra phối hợp với Hà Con khá hay. Hoàng Long chân phải. Chân phải có lẽ không phải chân xuất của Hoàng Long. Trong những tình huống phản công là tốc độ, cơ hội dành cho các cầu thủ áo xanh. Hà Con cũng đã lao ra, bóng vẫn đang còn trong sân. Hoàng Long dứt điểm từ xa, bóng nằm quắt trong tay của Dũng Phở. Xuân Nam chuyển xuống đáy biên và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ 3738. Bóng rằm thẳng vào lưới của thủ thành Dũng Phở. 1-0 dành cho cầu thủ 3738 ngay ở những phút đầu hiệp 2. Tình huống chuyền bóng không cho ai, đó là số 99 bên phía các cầu thủ 3738. Văn Hiếu, Anh Thuận, Quyền Bom lấy bóng hay, đã có tác động của hậu vệ bên phía FC 3738 và xử lý tốt Hoàng Trung. Quang Hà bóng tốt. Hai Trung Leno lại một lần nữa băng ra và đã có bàn gỡ hòa dành cho các cầu thủ Trung Tiến. Người ghi bàn là Quyền Bom.
trung Leno đã băng ra để cản phá tình huống và bó lại khung thành của mình. Quyền bom đã có một tình huống đánh đầu rất dễ dàng với trong khung thành trống. Nam Party đã để mất bóng, cơ hội mở ra với các thủ trung tiên. Đường chọc khe là hơi sâu với đà băng lên của tiền đạo bên phía các cầu thủ trung tiên. Số 18 Quân Điệu nên có một tình huống quyết đoán hơn là tung ra một cú dứt điểm. Tình huống 2-1. Chọc khe hay! 2-1 dành cho các cầu thủ 37-38. Một tình huống chọc khe linh láng nước của tiền vệ bên phía các cầu thủ 37-38. Người vừa xử lý hay vừa rồi là số 19 bên phía các cầu thủ 37-38 Bình Kẹo. Thủ 37-38 Bình Kẹo. Đường chọc khe đặt tiền đạo trở về chân của cầu thủ áo vàng. Quang Hạng dứt điểm ngay bằng chân trái. Có lẽ chân trái là chân không thuận của Quang Hạng. Bên phải đang là cầu thủ chơi năng nổ nhất ở bên phía 37-38. Rồi chúng ta có một tình huống kiến tạo ở trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Thuân cú dứt điểm rất căng. 3-1 dành cho cầu thủ 37-38. Văn Thuận đã có cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Cú dứt điểm rất căng bằng chân trái, không cho Dũng Phở một cơ hội nào để cản phá. Trung Lê Nô đã băng ra, Thung Thành đã bỏ trống. Bình Xeo thể hiện sự bất lực của các cầu thủ trung tiến. Sẽ có thẻ đỏ dành cho các cầu thủ 37-38. Đó là thẻ đỏ dành cho Văn Thuận. Tình huống dùng tay để đỡ bóng với một cơ hội 10-10 trong vòng cấm của cầu thủ trung tiến. Và đây là cơ hội để trung tiến có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thực sự là không cần thiết. Dứt điểm không vào, không vào. Vẫn chưa có hoàn thắng rút ngắn tỷ số thành công cho dù trung tiến. Người dứt điểm vừa rồi là số 6 Đức Công. Đang là những diễn biến không thể lường trước được trong trận đấu giữa trung tiến và các cầu thủ 37-38. Dứt điểm. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ trung tiến. Và lần này thì đã có tình huống rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Người ghi bàn là số 17 Triệu Đình. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp hai của trận đấu giữa FC Trung Tiến và FC 37-38. Tỷ số chung cuộc là 3-2 nhưng về các cầu thủ FC 37-38. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo của VFTV.